Giờ này em có điều trị ở đâu? Em có uống thuốc gọi là đông y mà không đỡ. Thuốc đông y à? Vâng. Em xem nào. Tức là cái đấy là em kiểu qua ra chỗ có thầy lang người ta Đã có phòng khám người ta kê cho em hay là em tự mua trên mạng? có phòng khám ạ. À, là thuốc hoàn tán hay Đã là thuốc viên ạ. bột Thuốc viên. hoàn tán? Đã không, nó như viên thuốc tây ấy. Mà nó Là sao lại như thuốc tây đông y, nó phải là đông y chứ. mà đấy là vòng cá đông y nhưng mà viên thì nó giống thuốc tây. Thế không đúng à? Đông y nó chỉ có mấy dạng chiết xuất thôi em ạ. Nhá, một là dạng bột đúng không? Hai là hoàn tán. Hoàn tán là cái loại mà nó hay kiểu tròn 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 này này, gọi là Vâng. hoàn tán. Và không có bao bì, không có bao bọc gì cả. Đấy. Bây giờ chỉ có đông y hiện đại mà có nhà máy người ta mới sản xuất như thế. Còn các cái hiệu mà gọi là có bác sĩ đông y mà người ta dùng thuốc đông y thì sẽ không như vậy. Em có cái hoạt to quá ở đây này. Vâng. À, cái này mình phải điều trị là đúng em ạ, bởi vì da là da dầu, lỗ chân lông thì nó bị tắc rất Vâng. nhiều mụn ẩn và mụn viêm em ạ, có cả vết thâm này, cả sẹo đủ hết rồi Vâng. nhá. Đấy, thì mình phải làm gì? Một là mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn này, thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser, thứ ba Vâng. nếu có thể thì em nên làm cái laser trị thâm bởi vì em thâm rất nhiều. Vâng. Đấy, mục tiêu của mình cố gắng trong khoảng 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 80 đến 90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó dễ, Vâng. ok nha. Với cả em phải hạn chế thức khuya Vâng. nha. Giảm bớt nhiều rồi, 10 phần em đánh giá thì được khoảng 8 phần rồi đúng không? Nói Vâng. chung khá ổn rồi. Về nhà vẫn phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ nhé, không sờ Vâng. tay lên mặt, không kệ nặng nhé. Vâng. Với cả mình phải hạn chế thức khuya. Hài lòng không? Có. Ok, thế anh nói như nào làm đúng như thế được. Cười. Giảm bớt nhiều rồi, 10 phần em đánh giá thì được khoảng 8 phần rồi đúng không? Nói Vâng. chung khá ổn rồi. Về nhà vẫn phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ nhé, không sờ Vâng. tay lên mặt, không kệ nặng nhé. Vâng. Nếu là mình phải hạn chế thức khuya. Hài lòng không? Có. Ok, thế anh nói như nào làm đúng như thế được. Vâng. Cười.